Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phóng sự sinh hoạt cộng đồng hôm nay, chúng tôi muốn đề cập tới một sự kiện là trong buổi họp hàng tuần vào tối thứ ba ngày 25 tháng 10 2016 vừa qua tại thành phố Garangro, miền Nam Cali, thì hội đồng thành phố đã chấp thuận thông qua một việc là vào sang năm tới, một phái đoàn thành phố sẽ đến thành phố Thượng Hải bên Trung Quốc để làm việc với tập đoàn SCG America. Đây là một tập đoàn đã mua những cái khách sạn tại thành phố Garangro. Và để tìm hiểu thêm sự kiện này, chúng tôi đã nói chuyện với nghị viên Phát Bùi và nghị viên Chris Phan, là hai nghị viên của thành phố Garangro. Anh có thể cho quý đồng hương biết thêm chi tiết về sự kiện này thưa anh? Vâng, thưa quý vị, cái sự việc mà hôm đó đó là chỉ để biểu quyết cái ngân sách cho 5 hoặc 6 người đại diện cho thành phố Garangro để qua họp với lại cái công ty SCG America. Nhưng mà công ty SCG America đó, cái chi nhánh chính của họ là ở bên Thượng Hải. Mặc dù là công ty này là công ty ở Hoa Kỳ, nhưng mà cái công ty mẹ đó là công ty ở Thượng Hải. Thì họ đã mua cái khách sạn 2S ở thành phố Garangro từ khoảng 1 năm hay là 2 năm gần đây. Và gần đây nhất là họ có thêm cái dự án phát triển cái khách sạn ở ngay phía trên đường Harbour và phía nam của Target. Thì họ đã là chủ nhân của hai cái dự án đó. Thì họ đã qua thành phố Garangro làm việc với lại nhân viên trong thành phố từ nhiều tháng qua. Thì bây giờ họ muốn nhân viên của thành phố qua bên Thượng Hải để mà bàn thêm một số những cái chi tiết quan trọng khác. Đây là một cái dự án lên đến vài trăm triệu đối với thành phố. Và họ đã về khía cạnh mà luật pháp đó, thì họ có cái họ đã là chủ và họ đã có cái giấy phép để làm việc, thì chúng ta cần phải qua để bàn thôi. Thành phố Garangro không có chủ trương là đi qua mua bán với lại Trung Cộng, nhưng mà đây là một công ty, một chi nhánh hợp pháp ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, và họ muốn chúng ta qua họp. Thành thử ra chúng tôi ngày hôm thứ ba vừa qua bỏ phiếu là để chấp thuận cái ngân quỹ mà chi phí là 13.000 cho 6, up to 6 người, tối đa là 6 người qua đó để họp với lại công ty của họ. Và nghị viên Chris Phan cho biết lý do bỏ phiếu trắng về vấn đề này. Vote đó cũng rất là khó, là tại em thấy là mình là người nghị viên thành phố Garangro, mình phải coi cái tương lai, cái đường hướng của thành phố ra làm sao. Trước gì là mình phải cần cái quỹ, cái tài chính để cho thành phố đủ cái khả năng để nó operate. Nhưng mà thêm nữa thì em cũng suy nghĩ về cái hiện tại đang cái relationship của Tàu và của nước Việt chúng ta. Và cộng đồng chúng ta thì đang rất là sensitive về tất cả cái vụ mà Tàu nó đang làm bây giờ. Thành ra em thấy đó, nếu mà cái lá phiếu em không có cần đó, thì nên nhất là em không có nói yes or no. Tại vì nói thiệt với anh đó, thì là trong lòng em đó, em không có thích cái đường hướng mà Tàu nó đang làm tất cả cái gì trong nước Việt Nam của chúng ta. Thành ra nếu mà cá nhân của em đó thì em vote no rồi. Nhưng mà em phải nghĩ lại là em là trước sau gì cũng là nghị viên thành phố Garangro. Thành ra nếu mà không cần cái sự nói của em đó thì em nói không có nói tiếng nào. Và nghị viên Phát Bùi cho biết tại sao bỏ phiếu thuận và ông cũng sẽ là người không theo phái đoàn qua Trung Cộng. Thực sự ra đây không phải là cái việc mà chúng ta đến muốn làm ăn với Trung Cộng, mà họ là một công ty ở Hoa Kỳ. Họ đã làm chủ cái khách sạn đó, chứ không phải là bây giờ chúng ta qua bên đó mời họ mua hoặc là đầu tư vô Hoa Kỳ. Thành thử ra một cái công ty ở Hoa Kỳ họ muốn làm ăn chúng ta, họ mời chúng ta qua, thì thành phố, trên khía cạnh thành phố chúng ta phải đến để mà họp với họ. Thành ra vote no thì không được. Nhưng mà tôi cực lực phản đối cái việc Trung Cộng lấn lướt và đàn áp các quốc gia ở Đông Nam Á, cũng như cái việc chiếm lãnh hải của chúng ta và đàn áp ngư dân của chúng ta. Cái điều đó thì đồng hương biết rồi. Cảm ơn ông. Kính thưa các khán giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị những cảm nghĩ của hai nghị viên thành phố Garangro về việc công ty SCG America có những việc làm ăn với thành phố tại miền Nam Cali này. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.